Sáng ngày thứ bảy, nội thất ô tô Hải Âu Gia Lai 435 Hùng Vương lại tiếp tục lên màn hình cao cấp chính hãng. Z-Pack Z500 dòng Slim 8 kênh DSP cho ra âm thanh điện tử rất là hay. Cho chiếc Santa Fe rất là ôm đẹp, cảm giác zin. Tất cả các phần mềm nó có DSP 8 kênh này. Rất là nhiều ứng dụng trong hành trình.